Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây xin chuyển đến các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, 20 tháng 1. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, thông tin đầu tiên trong bản tin này mà các bạn đến với một thông tin không vui của tuyển Việt Nam. Khi khó khăn chồng chất khó khăn với tuyển Việt Nam, chúng ta có hai cầu thủ sẽ không thể cùng đội sang Úc thi đấu. Cụ thể là theo thông tin mới nhất thì hai cầu thủ vừa được Hulepaxer triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam là Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại sẽ không thể đồng hành cùng đội tuyển lên đường sang Úc để tham dự trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với đội chủ nhà Úc. Lý do được đưa ra là vì bộ đôi cầu thủ tấn công này không thể hoàn thành thủ tục visa. Trước đó thì chủ nhà Úc cũng đã gửi thư mời cho đội tuyển Việt Nam nhưng lại dựa theo danh sách triệu tập ban đầu của Thầy Park, tức là bao gồm Văn Toàn Tiến Linh chứ không có Phi Sơn Văn Đại vì vậy mà hai cái tên trên sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp visa sang Úc. Đây là một thông tin rất đáng lo ngại cho tuyển Việt Nam của chúng ta. Trước đó thì như đã biết là đội tuyển Việt Nam đã không có sự phục vụ của ba ngôi sao trên hàng công là Tiến Linh, Văn Toàn và Đức Trinh. Giờ đây thì khi thiếu vắng hai cầu thủ được bổ sung, thể Park chỉ còn lại ba tiền đạo có thể ra sân là Công Phượng, Văn Đức và Tuấn Hải. Ngoài ra thì đội hình của chúng ta cũng gặp rất nhiều vấn đề về ở các vị trí khác. Ở hàng thủ thì như đã biết là Ngọc Hải sẽ vắng mặt trong trận gặp Úc tới đây vì thẻ phạt. Duy Mạnh vẫn đang dưỡng thương sau áp cấp. Trong khi đó ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh cũng không được thầy Park triệu tập vì chấn thương, còn Hoàng Đức thì cũng chỉ vừa trở lại sau khi mắc Covid-19. Ngày hôm nay 20 tháng 1 thì tuyển Việt Nam của chúng ta có một trận đấu nội bộ. Ngay sau trận đấu này, thầy Park sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ sang Úc. Và những thông tin về việc cập nhật danh sách chính thức 23 cầu thủ sang Úc sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất để gửi đến quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe. Trong phần tin tiếp theo mời các bạn đến với những chia sẻ đầy cứng rắn của tiền đạo Câu Phượng thể hiện sự quyết tâm của anh trước thềm trận gặp Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết. Trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup khu vực châu Á giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào một ngày rất ý nghĩa, đó là ngày đầu mới của Tết âm lịch. Chính vì vậy mà các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra rất háo hức khi hướng về trận đấu này. Công Phượng cũng không ngoại lệ. Trở lại phỏng vấn sau buổi tập chiều ngày hôm qua 19 tháng 1, tiền đạo mang áo số 10 của tuyển Việt Nam cho biết: Đây là một trận đấu đặc biệt, đối thủ của tuyển Việt Nam là đội tuyển Trung Quốc. Tôi và toàn đội đều đang nỗ lực phấn đấu để mang đến những điều tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam cũng như niềm vui cho người hâm mộ. Việc được thi đấu với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ Việt Nam đúng trong ngày đầu năm mới thật sự là vinh dự, càng ý nghĩa hơn khi trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện tại người hâm mộ vẫn đến theo dõi và đồng hành cùng với đội tuyển. Đây cũng là động lực cho chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Chúng tôi sẽ công hiến bằng tất cả những gì có thể cho đội tuyển Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng là tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt trước Trung Quốc. Chúng tôi mong các cổ động viên an toàn trong mùa dịch này. Trong khi đó thì như đã chỉ đến các bạn, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng đã chia sẻ đầy tự tin rằng là anh và cả đội rất muốn mang lại một cái Tết đặc biệt cho người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi được biết là sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 khán giả đến xem trận Việt Nam gặp Trung Quốc đúng ngày 1 Tết. Tất cả các cầu thủ đều hy vọng khán giả đến sân tuân thủ các quy định phòng dịch để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Đó chính là nguồn động lực để cho tuyển Việt Nam thi đấu tốt. Đương nhiên là mình rất nhớ nhà bởi Tết là thời điểm xung vầy của cả gia đình. Tuy nhiên đây là cái Tết đặc biệt và tôi hy vọng là sẽ cùng đồng đội mang tới cái Tết thật đặc biệt cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện Park Seo dặn dò kỹ càng các nhân tố mới của tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, các học trò của ông Park Seo cho thấy tinh thần thoải mái trước ngày sang Úc đá với đội chủ nhà tại vòng loại World Cup 2022. Chiều ngày hôm qua 19 tháng 1, tuyển Việt Nam tiếp tục có bài tập để chuẩn bị cho trận đấu với Úc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 27 tháng 1. Trước khi bay sang Úc vào ngày 21 tháng 1, huấn luyện Park Seo sẽ đánh giá, giả soát lực lượng bằng cuộc đấu tập nội bộ vào chiều ngày hôm nay. 20 tháng 1. Các tuyển thủ tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong các bài tập khởi động. Tiền đạo Nguyễn Cầu Phượng như đã chuyển đến các bạn ở phần đầu bản tin, đặt mục tiêu là sẽ giành chiến thắng trước Trung Quốc trên sân nhà để dành tặng cho người hâm mộ trong dịp Tết Nguyên đán. Tiền vệ Hoàng Đức cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Anh vừa khỏi Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành tốt các bài tập của Hôn Parker Sơ giao cho. Trong khi đó thì hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn cũng thể hiện sự tự tin ở lần trở lại đội tuyển. Trung vệ của câu lạc bộ Hoàng Nhân Anh đang đứng trước cơ hội ra sân khi tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Ngọc Hải bị treo dò và Duy Mạnh chấn thương. Hai hậu vệ hàng đầu của Việt Nam vào lúc này là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh cũng hào hứng trong các bài tập với bóng. Văn Thanh là sự lựa chọn ưu tiên của ông Vang Sơ nhưng anh cũng cần nỗ lực nếu không muốn mất vị trí. Ở vòng loại World Cup hay áp cấp, Tấn Tài luôn chơi tốt mỗi khi được trao cơ hội. Sự tập trung nghiêm túc đã trở lại khi các cầu thủ bắt đầu những bài tập chuyên môn trung vệ Nguyễn Đức Chiến được Huyên Vang Sơ dặn dò nhắc nhở kỹ càng. Anh chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương và không được thi đấu trong thời gian vừa qua. Các cầu thủ trẻ như Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân thực sự là khó lòng có thể cạnh tranh với vị trí các đàn anh. Việc tập trung cùng đội tuyển sẽ giúp cho họ tích lũy thêm kinh nghiệm. Đây sẽ là những trụ cột của đội U22 Việt Nam ở SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Hoàng Đức, Hùng Dũng cặp bài trùng đầy triển vọng của tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, với việc là Tuấn Anh không được triệu tập, Hùng Dũng mới trở lại sau chấn thương, tuyển Việt Nam sẽ có bộ đôi trung tâm mới dưới sự sắp xếp của huấn luyện viên trưởng Park Seo. Kể từ ngày đến với bóng đá Việt Nam thì có một vị trí khiến cho huấn luyện Park Seo cảm thấy khá yên tâm vì những lựa chọn phong phú đó là hàng tiền vệ. Bởi trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc có những đức chiến Xuân Trường, Tuấn Anh, Hùng Dũng hay Hoàng Đức chưa kể là Quang Hải trong hệ thống chiến thuật 343 cũng luôn lùi sâu để làm bóng. Chính bởi thế mà để tìm ra bộ đôi xuất phát trong đội hình chính nơi tuyến giữa là điều thực sự khó khăn đối với huấn luyện Sơ. Trước đây thì khi tuyển Việt Nam chinh chiến ở những trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup, nhà cầm quân người Hàn Quốc thường xuyên sử dụng Tuấn Anh và Hùng Dũng ở khu vực trung tâm. Thời điểm đó thì cả hai được coi là cặp tiền vệ tốt nhất mà Thầy Park sở hữu. Những kỹ năng được họ bù đắp cho nhau để giúp cho tuyến giữa của chúng ta thêm sự cơ động hay chắc chắn trong những tình huống phòng ngự. Xong thì ở khoảng thời gian sau đó, Hùng Dũng gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu. Để rồi Huy Park Sơ đã đau đáu trong việc tìm người để thay thế anh. Cho đến khi thuyền trưởng tiền Việt Nam đặt niềm tin trọn vẹn vào Hoàng Đức, một cầu thủ còn khá trẻ, tiền vệ thuộc biên chế của câu lạc bộ Viettel đã cho thấy những phẩm chất đặc biệt ở mình. Đó là khả năng dây dắt, giữ bóng hay thoát pressing. Chính bộ đôi Hoàng Đức Tuấn Anh đã khiến cho con tim những người yêu bóng đá Việt Nam đã phải loạn nhịp với những đường bóng hay cả hai đã cùng nhau ở nửa sau của vòng loại thứ hai, bốn trận đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup cho đến áp cấp. Thế nhưng tính cho đến lúc này Hoàng Đức chơi hay bao nhiêu thì Tuấn Anh lại cho thấy sự tụt form của mình. Có lẽ do quá tải vì đã cài ải trên mọi mặt trận. Để rồi ở đợt tập trung lần này, huấn luyện đã quyết định là không triệu tập ngôi sao của câu lạc bộ Hoàng Anh Lai, qua đó giúp anh tái tạo năng lượng. Rõ ràng một cầu thủ như Tuấn Anh được nghỉ ngơi là hợp lý bởi cầu thủ này ngoài sức mệt về cơ bắp còn cả về tinh thần khi làm việc nhiều gặp sự ép cao tiền vệ sinh năm 1995 sẽ tỏ ra mệt mỏi việc Tuấn Anh vắng bóng cùng sự trở lại của Hùng Dũng sau chấn thương có lẽ Huấn luyện Sơ có tính toán từ trước át hẳn là vị chiến lược gia sinh năm 1959 này muốn ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội sát cánh cùng với Hoàng Đức nơi tuyến giữa để tạo ra những nét mới trong lối chơi đây sẽ là cặp tiền vệ trung tâm số 1 của tuyển Việt Nam trên thực tế, Hoàng Đức cũng như Hùng Dũng cũng từng sát cánh cùng nhau tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines. Họ là những nhân tố có sự đóng góp rất lớn để cho U22 Việt Nam đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Và chắc chắn tất cả còn nhớ đến cú sút như búa bổ vào lưới U22 Indonesia của Hoàng Đức hay bàn thắng trong trận chung kết của Hùng Dũng vào chính đội bóng xứ sở bản đảo. Hai cái tên này thực sự là những nét khá tương đồng trong lối chơi. Đầu tiên là khả năng công thủ toàn diện Bên cạnh đó, họ chơi bóng không biết mệt mỏi dù hoạt động với phạm vi rộng. Việc Hoàng Đức và Hùng Dũng án ngữ ở khu vực giữa sân sẽ là một sự đảm bảo tốt với hàng phòng ngự của chúng ta. Thầy Park hơn bao giờ hết rất nóng lòng đến ngày chứng kiến bộ đôi này. Tuy nhiên vẫn cần thời gian để cho cả hai hiểu nhau hơn sau khoảng thời gian dài không sát cánh cùng nhau. Ngoài ra, Hoàng Đức cũng đang trong quá trình hồi phục thể lực sau khi bị nhiễm Covid-19. Dù vậy thì vẫn có nhiều sự chờ đợi ở đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu với Úc ngày 27 tháng 1 tới đây và chắc chắn là sự cơ động nơi tuyến giữa của chúng ta sẽ làm khó cho đội chủ nhà. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, 20 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.